Xin kính chào cô Anh Lan, kính chào quý thầy cô và anh chị em thân mến. Chúng ta lại gặp nhau một buổi sáng với trường năng lượng yêu thương, thiện lành, và chúc nhau một ngày mới bình an, chúc nhau một cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn anh chị em đã luôn luôn đồng hành cùng với tôi trong mỗi buổi sáng để chúng ta có cơ hội được gặp gỡ, được kết nối, để hiểu, để yêu thương. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta đang nói với nhau rất nhiều về cái giá trị của tình yêu. Và trong ngày hôm qua thì tôi có chia sẻ với anh chị em sâu hơn về cái năng lực của kết nối, năng lực của kết nối và năm cấp độ của kết nối, năm cái cấp độ của kết nối để hiểu biết, để yêu thương. Anh chị em hãy comment đi ạ. Kết nối để hiểu, để yêu thương. Kết nối để hiểu, để yêu thương. Vậy thì chúng ta cần kết nối với điều gì, hiểu điều gì và yêu thương điều gì? Thì có 5 cấp độ mà tôi chia sẻ với anh chị em và chúng ta có dịp sâu lắng để nhìn lại cái giá trị của kết nối, để hiểu, để yêu thương, để đem đến cái sự hạnh phúc, bình an và hạnh thịnh vượng trong cuộc sống đủ đầy của mình. Đó là kết nối đầu tiên, là kết nối với chính mình để hiểu mình và yêu thương lấy chính mình. Cái điều thứ hai cũng vô cùng quan trọng, mỗi ngày mình trọn vẹn và hoàn tất với nó, và mình kết nối để hiểu, để yêu thương thiên nhiên, yêu thương những vật vô tri vô giác ở xung quanh cuộc sống của mình. Đôi khi bộn bề rồi chúng ta lại lãng quên, đúng không chị em? Đôi khi bộn bề chúng ta lại lãng quên thiên nhiên, động vật, thực vật, cỏ cây xung quanh mình. Mình đã kết nối để mình hiểu, mình yêu thương một viên đá bên nhà mình hay không? Mình kết nối, mình hiểu, mình yêu thương một cây cảnh mình chăm sóc hay không? Mình kết nối, mình hiểu để yêu thương cái con thú cưng trong nhà của mình hay không? Và mọi thứ nó đang ở xung quanh chúng ta, nó đều có cái giá trị của sự tồn tại riêng của nó. Và đôi khi mình quên, mình lãng quên, mình chỉ biết là mình có mình thôi. Nó không phải vậy. Và một viên đá nó ở bên cạnh mình thôi. Ví dụ, ở đây tôi có những cái viên đá của lòng biết ơn. Và nó có hình trái tim, tại vì tôi rất thích trái tim, là một người thầy giáo nhưng mà lại sến sến sòi đó. Rất là thích trái tim, bởi vì với tôi cái giá trị của tình yêu nó là hơn hết, và cái năng lượng tình yêu nó là hơn hết. Bởi vì với tôi thì hạnh phúc đơn giản chỉ là phụng sự thôi. Những viên đá biết ơn này tôi luôn luôn nâng niu nó đấy, tôi kết nối với nó, đúng không? Tôi yêu thương nó. Đó, những viên đá như thế này. Và khi mà mình chơi với những viên đá biết ơn và mình neo cảm xúc với điều này, và tôi làm cái việc này 15 năm rồi chị em. 15 năm. 15 năm. Để mình có được cái trường năng lượng của kết nối để hiểu, để yêu thương. Vậy thì các bạn có thực hành cái điều này chưa? Các bạn đã thực hành cái việc mà các bạn hiện hữu trọn vẹn và hoàn tất mọi phút giây trong cuộc đời của mình để các bạn có thể kết nối, để được hiểu và để yêu thương những thứ bình thường, tầm thường nhất ở xung quanh của mình. Có đôi khi mình cứ nghĩ là mặc nhiên nó xuất hiện, nó tồn tại và nó ở bên cạnh mình. Nó không đúng vậy. Mọi thứ đến trong cuộc đời của chúng ta nó đều có lý do của nó. Kể cả cái cây, ngọn cỏ, kể cả một không gian sống lẫn một con thú cưng, nó xuất hiện bên cạnh mình, nó đều có lý do để nó xuất hiện. Và mọi biến cố đến với cuộc đời của mình, vui
buồn, sướng, khổ, nó đều có lý do để nó đến. Chứ không phải tự dưng, dưng không, có không, và dưng không đến, dưng không đi, nó không phải vậy. Và mỗi một người thân đến với chúng ta cũng vậy. Mình được làm con ai đó, được làm bố mẹ ai đó, được làm bạn ai đó, nó cũng có lý do để mình được cái điều đó. Trong cái tâm tình đó thì COVID đến, nó cũng có lý do của nó. Và nó có đi hay không thì nó cũng có lý do của nó. Và chúng ta bị cái điều bất hạnh gì đó trong cuộc đời của mình, nó cũng có lý do của nó. Quan trọng là anh em mình có học được bài học gì ở đó hay không. Cho nên là mỗi biến cố đến trong cuộc đời của tôi, 3 lần sống chết, rồi nhiều lần cũng đứng ở cái ngưỡng cửa của bờ vực, nhưng mà tôi luôn luôn nhìn lại, nhìn thẳng vào vấn đề, luôn luôn nhìn thẳng vào vấn đề, có học được bài học gì ở đây không? Mất mấy chục tỷ, học được bài học gì ở đây không? Tại sao mình mất? Tại sao mình đau? Tại sao mình bị? Thì khi mình trả lời được câu hỏi tại sao, thì chính mình hạnh phúc trong chính những cái nỗi đau đó. Và cái sự kết nối hiện hữu để hiểu, để yêu thương, nó có cái giá trị cực kỳ lớn anh chị. Và cái thứ mà chúng ta có thể kết nối để hiểu, để yêu thương rất quan trọng và rất dễ dàng, đó là những vật vô tri vô giác, cây cỏ. Đối với con người của chúng ta thì chúng ta nói nó vô tri vô giác, nhưng nó cũng có cuộc sống riêng của nó. Cái viên đá muối này nó có cuộc sống riêng của nó. Một hạt, một nguyên tử, nó có cái sự sống của cái nguyên tử đó. Và mọi thế giới vật chất này nó đều tạo nên từ những cái hạt nhỏ bé nhất, từ neutron, proton, electron, tạo nên một cái nguyên tử, nó có sự sống riêng của nó và có năng lượng của nó anh chị. Và nó cũng chịu sự tương tác để đấu tranh sinh tồn, để tồn tại, từ kim loại đến phi kim, đến khí hiếm và đến các cái nguyên tố trung gian, nó đều có sự sống riêng của nó. Và cái điều quan trọng trong cuộc sống của con người thì mình lại có cái sự kết nối với nhau. Con người là tổng hòa của những sự phức tạp nhất, đúng không? Cho nên cái sự kết nối để hiểu, để yêu thương con người là phức tạp. Mà làm thế nào để mình kết nối, mình hiểu, mình yêu thương những cái con người ở đây, những cái mối tương quan gần gũi nhất của mình, như những người thân trong gia đình của mình, những người mình gặp, những cái mối quan hệ, mình có xem nhau như là của nhau, là tài sản của nhau hay không? Hay là mình kết nối để mình lấy đi cái gì đó của người ta? Hay là mình tìm cách mình kết nối để mình vơ vén về cho mình? Mình có kết nối, mình tương tác để mỗi chúng ta là tài sản của nhau không? Tất cả các bạn đang ở trên phòng Zoom này, tôi đều xem các bạn như là tài sản của tôi hết. Và tôi cũng là tài sản của các bạn. Bởi vì tài sản này nó vô giá lắm. Nó sẽ tồn tại, nó sẽ triển nở và nó sẽ đồng hành với chúng ta cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Tại vì cái mối quan hệ tốt đẹp, cái mối quan hệ con người, đó là cái tài sản mà mình phải gìn giữ. Đến khi mình nhắm mắt xuôi tay thì nó mới mất. Còn mình đã vô tình đánh mất những mối quan hệ thì nó là một sự tiếc nuối không hề nhỏ. Đúng không ạ? Như vậy cái cấp độ mà kết nối để hiểu, để yêu thương với con người ở đây, những mối tương quan, những mối quan hệ còn kết nối được với mình, nó vô cùng quan trọng các bạn. Nhưng ở cái tầng cao hơn, sâu hơn là kết nối được với những con người mà không có ở đây. Không có ở đây bên mình vẫn kết nối, vẫn hiểu, vẫn yêu thương được. Và cái tầng kết nối cao nhất mà chúng ta cũng phải lưu tâm đến, đó là kết nối với tâm linh của mình.
kết nối với cái sự linh thiêng của mình, kết nối với ông bà tổ tiên của mình, kết nối với thượng đế của mình, hay là kết nối với vũ trụ của mình. Thì cái điều này nó không phải dễ, nhưng mà trên hành trình cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an thì chúng ta cần phải nghĩ tới, cần quan tâm để chúng ta có sự hiểu biết sâu hơn, xa hơn, rộng hơn, và để chúng ta luôn luôn đồng hành cùng với nhau trong tỉnh thức. Đúng không ạ? Để chúng ta thấy, chúng ta biết, để cuộc sống của mình được bình an, để biết rằng những cái diễn biến, những biến cố và những hiện tượng đến với chúng ta, dù là vui, dù là buồn, nó cũng là một phép nhiệm màu, chứ không phải tự dưng đến, tự dưng đi. Cảm ơn chị em rất nhiều. Dạ. Xin kính chào thầy ạ, và xin kính chào thầy Nguyễn Công Thái, kính chào cô Nguyễn Phúc Anh Lan, và xin được kính chào tất cả các cô chú, các anh chị em đang có mặt ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Vâng, và hôm nay thì chúng ta là một cái ngày rất là đặc biệt trong cái chuỗi chủ đề là sáng thứ năm, đó là vì sự an vui cho tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta đã được chào đón một người rất là đặc biệt ạ. Vâng, đấy là một người mà đã đến từ một đất nước rất là xa xôi nhưng mà vẫn luôn luôn hướng tình yêu thương về Việt Nam. Vâng, được xin được giới thiệu với quý thầy cô, các anh chị và các bạn, cô Nguyễn Phúc Anh Lan. Cô Nguyễn Phúc Anh Lan hiện đang là giám đốc của học xá Lyceum, Học viện Công dân tại Mỹ, và cô là tác giả của cuốn sách Living in Grace, Living Your Best Life Now. Vâng, và hôm nay thì chúng ta sẽ được chào đón cô với một chủ đề rất là đặc biệt, rất là hữu ích đối với chúng ta trong cái thời gian hiện nay, đó là chủ đề vượt qua thử thách của dịch COVID và bằng mô thức Grace. Vâng, chúng ta xin được chào đón cô Nguyễn Phúc Anh Lan ạ. Cô ơi, em xin kính mời cô ạ. Dạ. Cảm ơn thầy Thái rất nhiều, cảm ơn Thanh Mai. Dạ. Đây là lần đầu tiên tôi đến được tham dự một cái buổi rất là đặc biệt của trung tâm SE, Startup Education. Và cái bài nói chuyện của thầy Thái nó thật sự là tuyệt vời, bởi vì nó rất là ăn với lại cái nội dung của Grace mà tôi sắp chia sẻ. Thì đúng là nó có một cái mối duyên. Tiếc là hôm nay Ân Thúy Nga chắc là vì bận thì công việc bất ngờ cho nên không có mặt. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn em Thúy Nga và cảm ơn thầy Thái đã cho tôi cái cơ hội để đến gặp tất cả mọi người, để chia sẻ một cái thông điệp cho một cái trong cái lúc mà chúng ta phải đối diện với những cái khó khăn của đại dịch toàn cầu là COVID-19. Thì để mà mở đầu đó thì thường hồi nãy thì mình cũng có rồi phải không, nhưng mà thường thường khi mà trước khi tôi nói chuyện bao giờ mình cũng có cái phần gọi là tỉnh thức. Thì hôm nay đó, cái ý nghĩa của cái ngày hôm nay trong cái thời lượng khoảng tiếng đồng hồ sắp tới, thì tất cả chúng ta hiện diện ở đây, chúng ta có tạm cái thì giờ, phải không? Các bạn có thể ngủ nướng, không cần phải dậy sớm như thế này. Lúc mà tôi nghe thầy Thái nói là 4 giờ 30 sáng, tôi cứ tưởng là tôi nghe lầm chứ. Là tại vì 4 rưỡi sáng thì còn sớm quá. Nhưng mà sự kiện là có cả rất là đông các bạn hiện diện ở đây, đó là một cái điều tuyệt vời. Và đó là cái thì giờ mình bỏ ra. Đấy. Tức là tất cả chúng ta cùng tặng nhau cái thì giờ. Thứ hai là chúng ta mang đến cái năng lượng. Thầy Thái cũng nói nhiều về vấn đề năng lượng. Mỗi một chúng ta bên Việt Nam của các bạn đang là một ngày mới, thì các bạn đem cái nguồn năng lượng, thì trong cái tiếng sắp tới đây chúng ta cũng mang năng lượng vào để chúng ta có thể tiếp thu và chúng ta có thể hấp thụ được những cái chia sẻ và cùng nhau mở lòng ra để mà tò mò và sáng tạo, xem thử là mình sẽ học hỏi được điều gì, hay là mình sẽ nối kết được điều gì. Và chúng ta tin là cái kết quả của ngày hôm nay, niềm hy vọng của chúng tôi là thật sự cái mô thức Grace không phải là một điều gì lớn lao, nhưng mà nó là một cái phương thức rất là hữu hiệu để có thể giúp quý bạn có thể phần nào đối diện với những cái thử thách của cái cơn dịch bệnh một cách tốt đẹp. Cho nên đó là cái ước mong của chúng tôi khi mà chúng tôi trình bày với lại thầy Thái, là chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả với tất cả cộng đồng của SE. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng tôi, chúng ta hãy hít vào thật sâu. Khi chúng ta hít vào, chúng ta biết ơn hơi thở, đưa năng lượng của đất trời, của oxygen vào trong cơ thể của ta.
và chúng ta đếm từ 1 đến 10. Và sau đó thì chúng ta cũng thở ra thật là sâu. Và như thầy Thái nói đó, với trái tim yêu thương, chúng ta gửi tình yêu thương đến tất cả mọi người. Và chúng ta làm như vậy cho trong vòng 1 phút. Và nhớ là miệng chúng ta luôn mỉm cười nhé. Tôi có 4 câu thơ của thầy Nhất Hạnh mà tôi muốn đọc trong khi các bạn thở. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại. Trong giây phút tuyệt vời. Hay là 1 phút đã chấm dứt. Cảm ơn các bạn. Tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra là câu chuyện của cha tôi. Ngày 15 tháng 4 năm 2017, tôi sẽ không bao giờ quên được. Ngày hôm đó, tôi quỳ bên giường bệnh của cha. Và cha tôi hấp hối qua đời. Và trước khi ông ra đi, ông nói 4 câu như sau. Ba, cảm ơn các con. Ba, rất thương các con. Chào các con. Và ba, rất vui. Và với 4 câu nói đó, ông thở hơi thở cuối cùng. Thì lúc đó tôi quỳ bên giường bệnh của cha. Tôi đau lắm. Cái nỗi đau không thể nào tưởng tượng được. Nó ở trong trái tim, nó giống như là có một cái vết dao mà nó cứa ngang trái tim của mình. Bởi vì các bạn biết không, cách đó mới có 6 tuần lễ thì tôi mất mẹ. Mẹ tôi qua đời. Và chỉ 6 tuần sau đó thì đến được cha tôi. Và lễ tang của cha tôi cũng là ngày lễ 49 ngày của mẹ. Thì cái nỗi đau đớn. Và chỉ vài tuần lễ trước đó thì chồng tôi ở trong bệnh viện tưởng là mất mạng. Và trong lúc mà lộn xộn như vậy đó, tất cả những sự việc này xảy ra là lúc đó là lúc mà tôi chuyển từ một công việc 25 năm làm rất là thích thú sang cái công việc phụng sự, như là thầy Thái nói, tức là mình đi toàn thời gian để mình phục vụ cho công tác thiện nguyện. Thì tất cả những cái điều đó xảy ra, các bạn tưởng tượng đi, mất người thân nó đau lắm các bạn ạ. Mà lúc đó tôi có 2 chọn lựa. Một chọn lựa là mình chìm sâu trong cái nỗi đau đớn, tuyệt vọng và trầm cảm của mình. Đó là một chọn lựa. Và chọn lựa thứ hai là tôi dựa vào grace. Tôi dựa vào cái sự biết ơn của chính mình, cái sự tôn trọng của chính mình, cái sự tinh thần trách nhiệm làm chủ lấy chính mình để mình còn có thể lo công việc ma chay cho cha. Và lòng can đảm, tại vì cái đó cũng khó lắm, phải không? Lúc đó mình đau đớn lắm. Và cuối cùng là cái sự dấn thân nối kết, mình có hành động để làm việc. Thì đây là hình ảnh của tôi với cùng với cha. Và đây là hình ảnh lúc tôi đeo khăn tang trong cái buổi lễ. Và các bạn biết không, nhờ cái sự gắn bó kỳ diệu với 5 giá trị của Grace, tôi đã vững bước để mà làm cho cả gia đình của mình trụ vào những cái xúc cảm tốt đẹp mà cha tôi đã để lại. Bởi vì trong 4 câu mà cha tôi nói đó, nó thể hiện hết cái tinh thần của Grace. Ba, cảm ơn các con. Ông nói về lòng biết ơn, phải không? Rồi ba, rất thương các con. Cái tình thương đó nó tuyệt vời lắm. Tình thương đó là cũng là giá trị dấn thân kết nối, mà cũng là biết ơn, mà cũng là tôn trọng. Rồi ba, chào các con.
Nó nói lên sự tôn trọng và ba rất vui bởi vì ông sắp gặp được bà. Thành ra những điều đó tôi nhớ mãi, đó là những lời mà cha tôi dặn, nhưng nó lại rất là phù hợp với cái mô thức Grace. Và với Grace thì đây là cái cảnh tôi ôm cái hũ cho của bố tôi. Và các bạn cứ thấy tôi vẫn cười, tôi vẫn cười được. Và đến cái ngày hôm mà đám tang đó, các bạn có tưởng tượng đám tang của bố chúng tôi đó, thì lúc đó là cách đây mới 6 tuần là đám tang của mẹ. Xong rồi tới đám tang của bố thì những người thân mà đến thăm gia đình chúng tôi nó khóc, trời ơi, khóc bù lu bù loa. Thì chúng tôi là những người phải đứng ra để mà an ủi cho những người khách của mình. Mà tại sao chúng tôi bình tĩnh được? Bởi vì chúng tôi có Grace. Chúng tôi có được thực hành cái mô thức Grace. Và nhờ cái mô thức đó mà chúng tôi đã vươn dậy. Và tôi hy vọng rằng, tôi biết là ở trong dịch bệnh đang xảy ra rất hoành hành khắp nơi, thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có rất nhiều người cũng có những cái sự mất mát. Vậy thì các bạn hãy nhớ, những cái nỗi mất mát đó, đó mình luôn luôn có chọn lựa làm thế nào để mình vượt qua được nó. Thì tôi hy vọng là cái mô thức Grace mà tôi sắp chia sẻ sẽ giúp cho các bạn trụ vào con người của mình, trụ vào trái tim của mình để có thể vượt qua được COVID-19. Thế thì hiện nay hơn 225 quốc gia trên toàn thế giới đều bị cái cơn đại dịch. Và phải nói đây là một cái khủng hoảng vô cùng lớn lao của toàn thế giới các bạn ạ. Không phải chỉ có đất nước Việt Nam hay là đất nước Hoa Kỳ hay là những cái đất nước khác. Vậy thì tất cả chúng ta ở trong toàn thế giới đều chịu cái COVID-19 này cả. Có phải không? Thế thì làm thế nào để mình vượt qua nó? Nó có một cái lý do mình chưa nghĩ ra thôi. Thế thì trong cái cơn đại dịch này đó, thì chúng ta có những cái cảm xúc nào? Thì thường thường là mình rất là lo lắng, phải không? Tại vì mình đối diện với cái gì mà mình không biết là nó sẽ xảy ra như thế nào. Rồi mình bị áp lực stress, tức là áp lực. Mình không biết là ngày mai ra sao. Rồi bây giờ nếu mà lockdown như ở Sài Gòn, tôi biết là bây giờ là còn vẫn còn đang lockdown, tức là không có được đi đâu cả, thì làm sao mà buôn bán, làm sao mình kiếm được tiền để nuôi con, vân vân. Và những cái nỗi lo lắng, rồi nỗi mất người thân. Ở đây tôi không biết các bạn nào đã có những cái trải nghiệm mà mất người thân trong COVID. Cá nhân tôi trong năm 2020, tôi có khoảng 20 người bạn, bạn hoặc là người thân mà phải qua đời vì COVID. Thì đó là cả một cái sự mất mát rất là lớn. Và dĩ nhiên là mình phải buồn rồi, phải không? Rồi sợ nữa. Mình sợ không biết tương lai mình sẽ như thế nào, và mình tức giận là vì những cái chuyện mình đã tính rồi bây giờ nó trật lất hết. Đó. Thì tất cả những cái cảm xúc này đó, làm sao để mà chúng ta có thể vượt qua nó, để mà chúng ta có thể sống được những cái giây phút bình an. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái biểu đồ như thế này. Trong cơ thể của chúng ta đó, chúng ta có một cái nguồn năng lượng. Như ban nãy thầy Thái cũng có nói đó, cái năng lượng trong ngay cả cái cục đá của mình nó cũng còn có năng lượng. Cả người chúng ta là cả một cái thế giới, trong đó nó có nhiều năng lượng. Thì năng lượng nó trong cái biểu đồ này đó, cảm xúc tích cực, cái đường hàng ngang đó nó nói về cảm xúc, và cái đường hàng dọc nó nói về năng lượng. Thì khi mà chúng ta, cái năng lượng chúng ta mà tích cực thì nó tràn đầy năng lượng, đó là những cái cảm xúc như là vui sướng này, hạnh phúc này. Khi mình đam mê, mình có một cái đam mê nào đó mà mình đang muốn làm, lòng biết ơn. Khi mình có cái lòng biết ơn thì cái cảm xúc tích cực đó nó cũng tràn đầy năng lượng. Cảm kích, mình khi mà mình cảm kích một cái việc gì đó, hoặc là mình phấn khởi vì mình sắp làm được một cái việc gì đó, thì cái vùng cảm xúc bên tay phải này là cái vùng cảm xúc rất là tốt mà chúng ta muốn có. Bởi vì lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn là tại sao nó quan trọng cho vấn đề sức khỏe của mình. Cái phần dưới này đó là cảm xúc tích, phần bên trái. Bên trái đó thì nó là cảm xúc tiêu cực, nó cũng rất là nhiều năng lượng, nhưng mà nó lấy năng lượng của mình. Khi mà các bạn sợ, mà dĩ nhiên là khi mà mình biết là mình bị COVID chẳng hạn, hoặc là mình bị F0 hay là mình bị F1 chẳng hạn, thì mình sợ lắm, phải không? Mình sợ chết, mình sợ. Cái nỗi sợ hãi này nó sẽ gây ra chúng ta rất là nhiều điều tổn hại cho sức khỏe của mình. Giận dữ này, mình giận ai đó, mình thù hận ai đó. Cái cảm xúc mà kinh tởm, rồi cảm xúc là mình nổi điên, vân vân. Thì những cái cảm xúc này là cảm xúc tiêu cực mà cũng dịp, và nó lấy đi cái năng lượng của mình. Đó, nó lấy đi năng lượng của mình.
cảm xúc tiêu cực mà trầm hơn đó thì là những cái cảm xúc như là buồn bã này, mất mát này, hối tiếc, thất vọng hoặc là chúng ta chán nản. Và cuối cùng cái cảm xúc mà tích cực mà nó ít thể hiện qua cái năng lượng nhưng mà nó cũng rất là tốt cho chúng ta, nó là cái sự bình an, cái sự tự tin, mình tin là mọi việc sẽ trôi qua tốt đẹp, sự trầm tĩnh, quan tâm và yêu thương. Yêu thương nha các bạn, cái yêu thương mà ban nãy thầy Thái nói đó, nó là một cái nguồn năng lượng vô cùng lớn lao. Cho nên khi các bạn thực hành được cái sự yêu thương mỗi ngày và trong mỗi sự việc chúng ta làm, thì chúng ta sẽ có được một nguồn năng lượng vô cùng lớn lao, bởi vì đó là năng lượng của trái tim. Thì các bạn thử xem là hiện giờ trong cái lòng các bạn đã có những cái cảm xúc như thế nào. Mình có bao giờ để ý để mình biết và tại sao nó quan trọng? Khi mà chúng ta có bất cứ một cái quyết định nào đó, nếu các bạn không có cảm xúc, các bạn không có quyết định được. Đó, thành ra mình tưởng là ôi mấy cái chuyện mà cảm xúc này chỉ có mấy phụ nữ, đàn bà, gái ta mới tính thôi, chứ còn tôi, đàn ông tôi chẳng có cảm xúc gì cả. Không có đâu các bạn. Nếu mà bạn không có cảm xúc thì bạn không có làm việc gì được hết á. Và cái đó là những nhà khoa học gia đã chứng minh. Cho nên cái cảm xúc mình rất là quan trọng. Vậy thì cảm xúc của bạn ở phần nào? Phần bên trái nhiều hay là phần bên phải nhiều? Đó là một trong những cái bài tập mà tôi sẽ đề nghị là các bạn sẽ thẳng thử. Vậy thì bây giờ mình thử kiểm tra xem thử. Bây giờ mới là buổi sáng rất là sớm ở bên Việt Nam phải không? Thì bây giờ các bạn cho biết thử xem là cái cảm xúc của bạn mà thường trải nghiệm nhiều nhất trong tuần lễ vừa qua đi nhé. Thì các bạn ghi vào trong chat nhé. Vào trong chat. Đó, trong chat là các bạn đang cảm xúc như thế nào. Đó, thì cái cảm xúc để tôi trở lại cái này đòi để các bạn ghi bình an tốt lắm. Bình an này, hưng phấn. Đó là những cảm xúc bình an, vui vẻ, vui sướng, biết ơn, hạnh phúc. Tuyệt vời quá. Cộng đồng này rất là tích cực, thành ra các bạn yêu thương và biết ơn. Các bạn có được cái yêu thương và biết ơn là các bạn đã có được một nguồn năng lượng lớn lao để mà chống lại COVID rồi đó. Rất là tốt, tốt lắm, tốt lắm. Như vậy là chúng ta thấy cái mạch yêu thương và mạch cảm xúc của cái phòng này rất tốt. Cho nên tôi cũng chúc mừng thầy Thái là đã truyền được những cái năng lượng đó để mà giúp cho các bạn có thể chống lại COVID một cách dễ dàng, phải không? Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào xem một chút xíu cái cảm xúc nó bắt đầu từ đâu và cái bộ óc mình là như thế nào. Tại vì mình có hai cái bộ phận nó rất là quan trọng trong người. Thật ra bộ phận nào cũng quan trọng cả, nhưng mà hai bộ phận nó quyết định cái sự thành công của chúng ta và cái hạnh phúc của chúng ta, đó là bộ óc và trái tim. Đó, thì bây giờ mình nói bộ óc trước nhé. Thì trong cái bộ óc đó, các bạn cứ tưởng tượng đi. Bây giờ nhìn từ đầu tới chân đó, các bạn có biết là mình có bao nhiêu tế bào không? Có bao nhiêu tế bào? Mấy trăm ngàn tỷ tế bào. Các bạn kinh khủng không? Nguyên cả một con người của mình đó, nó là cả một... ở đây có một cái bạn nào đề là requesting remote control của screen. Thì... ok.